Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Một hai ba ta cùng thổi tắm lên. Happy birthday, happy birthday to you. On this day all together we'll be, and we all sing for your birthday. One, two, three, we blow on the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Hãy nắm tay nhau bàn tay.
ta mãi luôn luôn gần nhau. Hãy hát lên đi bạn ơi, để nụ cười sẽ luôn trên bờ môi. Hãy hát lên đi bạn ơi, để cho cuộc sống thêm bao niềm vui. Dù mới có nhọc nhằn, có những gian nan, và cũng có giận hờn với những mối toan, bạn mình ơi hãy vững tin cùng nhau vượt qua điều đó. Và trên bước đường đời sẽ thấy vui hơn vì đã có bạn bè san cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua ngàn cơn bão tố phong ba. Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài, để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một đời thơ ấu dấu yêu, một điều ước tuy là nhỏ bé. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng ca hát. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng quay đều. Tay trong tay nào ta cùng theo nhịp chân bước. Hey hey hey. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng ca hát. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng quay đều. Tay trong tay nào ta cùng vui theo nhịp chân bước. Hey hey hey. Cho những ước mơ bay thật xa, hãy nắm tay nhau bạn ơi, để cho ta mãi luôn luôn gần nhau. Hãy hát lên đi bạn ơi, để nụ cười sẽ luôn trên bờ môi. Hãy hát lên đi bạn ơi, để cho cuộc sống thêm bao niềm vui. Dù mới có nhọc nhằn, có những gian nan, và cũng có giận hờn với những mối toan, bạn nên ơi hãy vững tin cùng nhau vượt qua điều đó. Và trên bước đường đời sẽ thấy vui hơn vì đã có bạn bè. Cùng nhau vượt qua ngàn cơn bão tố phong ba. Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài, để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một đời thơ ấu dấu yêu, một điều ước tuy là nhỏ bé, ta sẽ ước có nhiều suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phải, không phải bạn đời. Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài, để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ ấu dấu yêu, một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phải, không phải bạn đời. Dù xa cách nhưng trái tim ta vẫn còn nhớ nhau. Tình bạn sẽ mãi mãi không phải, không phải bạn đời, không phải bạn đời. Ngày hôm nay thì thời tiết của Nha Trang rất là mát mẻ nên nhiệt trung bình khoảng từ 33 cho đến 35 độ C và Thanh đang cùng ekip của mình thực hiện chương trình. Và trưa nay thì Thanh và ekip sẽ dùng một bữa cơm nho nhỏ cùng với khách mời của mình. Năng động, sáng tạo, trẻ trung, nhiệt tình và tài năng, đó là sinh viên. Tuổi trẻ với bao mơ ước và hoài bão. Hãy cùng kết nối tâm hồn sinh viên với chương trình FM Sinh viên Khánh Hòa. Anh Tuấn và Kim Kiều rất vui khi hôm nay được đồng hành cùng các bạn trong chương trình FM Sinh viên Khánh Hòa. Tuấn ơi, Tuấn có lắng nghe bài hát mở đầu của chương trình ngày hôm nay không? Đương nhiên là có rồi. Vậy Kiều đố Tuấn nha, bài hát đó có tên là gì nè? Trời ơi, dễ như ăn cỏ luôn á. Có phải là bài hát Hành Tinh Xanh đúng không nào? Hay chật lớt. Vậy mà bài đặt kêu dễ lên lêu bằng Tuấn nhà mình nè. Ủa sao sai được ta? Tuấn từng nghe bài này rất là nhiều lần rồi mà ta. Tuấn chỉ đoán đúng 80% thôi. Bài hát này có tên là Hãy Giữ Hành Tinh Xanh. Trời ơi, có thiếu hai từ hãy giữ thôi mà cũng bắt bẻ được à. Không có nha, phải đúng tên 100% thì mới tính là đúng chứ bộ. À mà khoan, mà sao hôm nay mở đầu chương trình chúng ta lại phát bài hát này vậy ta? Biết ngay là Tuấn sẽ hỏi câu này. Đây chính là món quà âm nhạc mà ban biên tập của chương trình muốn gửi gắm đến các bạn thính giả đó Tuấn. Đồng thời cũng bật mí tí xíu về chủ đề của chương trình ngày hôm nay luôn. À ha, vậy để Tuấn đoán tên chủ đề chương trình tuần này được không nào?
À, phải đoán trúng để mà gỡ gạch lại lần đầu tiên đoán sai chứ. Ừ thì cho Tuấn đoán đó. Có phải là chủ đề bảo vệ môi trường đúng không Kiều? Trật lắc. Nữa hả? Sai nữa rồi Tuấn ơi. Trời ơi. Thôi Tuấn không thèm đoán nữa. Đoán lần này cũng trật lắc hết trơn à. Thôi Kiều bật mí cho các bạn thính giả luôn đi. Các bạn thính giả thân mến, bạn Tuấn nhà ta đoán gần đúng với chủ đề tuần này rồi đó. Chủ đề hôm nay sẽ xoay quanh một trong những vấn đề về bảo vệ môi trường, đó chính là sức sống mới từ phế thải.